Trần Như Phong kính chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thời sự cuối tuần ngày hôm nay. Và hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 24 tây tháng 11 năm 2019. Trước hết cảm ơn tất cả các bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Bản tin đầu tiên là bản tin của hãng thông tấn AP. Tỷ phú Bloomberg đã tên lên tiếng cam kết rằng ông sẽ từ chối tất cả các cuộc quyên góp và sẽ không nhận lương tổng thống. Đó là cái lời cam kết của ông Bloomberg sau khi ông tuyên bố ra tranh cử tổng thống năm 2020. Michael Bloomberg sẽ không nhận bất cứ một cái quyên góp chính trị nếu ông ta chạy đua vào tòa Bạch Ốc, và ông ta sẽ không nhận tiền lương nếu như ông thắng. Đó là bản tường trình của một giới chức cao cấp, người đã đưa ra cái đề nghị chi tiết hóa về cái cuộc tranh cử của nhà tỷ phú này hôm thứ Bảy, và trong đó là đưa ra một cái hướng đi cho cái việc tranh cử này sau khi ông loan báo là có thể tranh cử năm 2020. Ông ta sẽ không nhận bất cứ một cái đóng góp nào về chính trị trong cuộc sống, trong cuộc đời của ông, và ông sẽ không bao giờ khởi động chuyện này. Và đây là lời phát biểu của Chief of Staff, tức là động lý văn phòng của ông Bloomberg, là Howard Wolfson, đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn. Và được xem là một trong những người đàn ông giàu nhất thế giới, ông Bloomberg đã bắt đầu có cái việc mà quyết định tham gia vào cái đám đông của cái các ứng cử viên dân chủ trong cái cuộc bầu cử sơ bộ. Và trong mấy ngày qua, ông ta đã bắt đầu và thành lập một cái ủy ban tranh cử tổng thống, và cũng đã điền cái đơn với lại cái ủy ban tranh cử của liên bang, và chờ đợi cái việc mà qualify, tức là đầy đủ điều kiện để tên ông có trên cái phiếu bầu. Và ông Bloomberg đã đưa ra khoảng 30 chi ra khoảng 30 triệu tiền 30 triệu Mỹ kim cho các cái quảng cáo trên truyền hình, và nó bắt đầu từ hôm Chủ nhật, từ ngày hôm nay, cho một số những cái tiểu bang mà đang có cuộc bầu cử sơ bộ. Biến chuyển này cho thấy 10 tuần lễ sau khi mà còn 10 tuần lễ là trước khi mà có cái cuộc bầu cử sơ bộ tại tiểu bang đầu tiên là Iowa, phản ảnh cho thấy rằng là việc mà các thành viên Đảng Dân chủ khó có người nào có thể đánh bại được Tổng thống Trump, và do đó ông Bloomberg đã tuyên bố ra tranh cử. Đây là một trong những cái biến chuyển mới nhất, và để xem ông ta có thể đứng đầu trong cái cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ hay không. Và liên quan tới ông Joe Biden, ngày hôm nay Joe Biden đã lên tiếng cho rằng là chủ tịch của Ủy ban Tư pháp Thượng viện Hoa Kỳ Lindsey Graham sẽ phải hối hận cả đời nếu như mà yêu cầu các cái chứng từ liên quan tới Biden và con trai của ông ta là Hunter Biden, cũng như vấn đề của Ukraine. Tôi có thể nói rằng là những gì mà ông đang làm, ý của tôi là sẽ làm cho ông hối hận suốt đời về cái hành động này của ông. Đó là tôi cảm thấy rất bực mình, tôi cảm thấy rất nổi giận, bởi vì sự thật ông ta biết tôi, biết con trai của tôi, và ông ta biết không có gì cả. Và bây giờ thì ông ta đang tìm cách để mà hỗ trợ cho ông Trump để mà tấn công tôi khi mà điều tra về cái vấn đề của tôi. Đó là lời phát biểu của ông Joe Biden. Ông Joe Biden là một trong những ứng cử viên của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử 2020. Tuy nhiên, gia đình của ông ta thì đang có những cái mối làm ăn ở tại Ukraine và Trung Quốc, đặc biệt là việc mà ông ta có liên hệ tới cái việc lạm dụng quyền lực có thể xảy ra trong thời gian từ năm 2014 tới năm 2016. Lúc đó ông là phó tổng thống và con trai của ông ta lại được mướn vào trong công ty Burisma, một công ty về khí gas ở Ukraine, và công ty này đang có nhiều cái điều tra vì tham nhũng. Và sau đó thì ông Joe Biden đã có cái việc mà áp lực Tổng thống Poroshenko của Ukraine thời điểm đó là phải ngưng lại cuộc điều tra, nếu không ông ta sẽ không có ông ta sẽ ngăn chặn cái tài trợ 1 tỷ Mỹ kim mà Hoa Kỳ đã hứa tài trợ cho Ukraine. Việc này đã dẫn tới việc mà Tổng thống Trump đã từng yêu cầu vị tân tổng thống của Ukraine là Zelensky là điều tra lại cái cuộc giai đoạn đó. Và lời yêu cầu này của Tổng thống đưa qua điện thoại đã dẫn tới một cuộc đàn hạch với Tổng thống Trump, cho rằng ông đang dùng cái quyền Tổng thống để mà tấn công đối thủ chính trị của mình. Đây là một trong những cái biến chuyển mới nhất liên quan tới tình hình tại Hoa Kỳ. Và trong khi đó, bước qua tình hình quốc tế ngày hôm nay, Pháp lên tiếng chỉ trích và cho rằng Hoa Kỳ không làm đủ vai trò trước những cái đe dọa của Iran.
Bản tin mới nhất cho biết là Bộ trưởng Quốc phòng của Pháp là Florence Parly đã lên tiếng ngày hôm qua thứ Bảy cho rằng Hoa Kỳ đã không làm đủ vai trò ở Trung Đông, nhất là những cái việc mà liên quan tới những cái trách nhiệm mà Iran phải chịu khi mà có những cuộc tấn công ở vùng vịnh trong thời gian qua. Kể từ tháng 5 thì căng thẳng vùng vịnh đã gia tăng sau khi mà có các vụ tấn công vào những tàu dầu và một chiếc drone của Hoa Kỳ bị bắn rơi, cũng như là cái cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu ở Saudi Arabia, và Iran đã bị quy trách nhiệm cho tất cả những hành động trên. Tuy nhiên thì phía Pháp cho rằng là phía Hoa Kỳ đã không làm đủ. Ông Portley cho biết trong một cái cuộc đối thoại về an ninh trong khu vực và nói rằng hiện nay cái lá bài vẫn còn màu trắng, đó là lời phát biểu của ông ta. Và trong lúc mà các cái tàu bị tấn công, mà các cái drone bị bắn, và nó đã chưa có một cái câu trả lời chính xác, và cái khu vực tàu, cái khu vực mà nhà máy dầu cũng đã bị đánh bom, vậy thì chừng nào nó ngưng lại và cái nền ổn định nằm ở đâu? Tất cả đều phải Hoa Kỳ, là do Hoa Kỳ không làm đủ trách nhiệm, và đây là cái nó đã trở thành nghiêm trọng hơn. Đó là lời phát biểu của ông Polly. Ông cho rằng là Hoa Kỳ đã có một cái tiến trình quá chậm chạp trong cái việc mà đề phòng cái sự tấn công và sự đe dọa từ phía Iran. Hiện nay thì Hoa Kỳ đang gửi một chiếc hàng không mẫu hạm là Abraham Lincoln băng ngang qua khu vực ở biển Hormuz vào tuần trước và cảnh cáo rằng Washington sẽ cam kết cái vùng tự do hàng hải ở khu vực này. Đây là lần đầu tiên mà có một cái chiếc hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ băng ngang qua khu vực này kể từ khi mà Iran đã bắn rơi một chiếc drone của Hoa Kỳ hồi tháng 6 trong cùng cái khu vực này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế. Và Phó Tổng thống Mike Pence đã bất ngờ có một cái chuyến tới Iraq gặp gỡ người Kurd và các cái lực lượng tại đây. Phó Tổng thống Mike Pence đã có một cái chuyến thăm bất ngờ không thông báo trước vào hôm thứ Bảy, được xem là cái chuyến thăm cao cấp nhất của giới chức Hoa Kỳ kể từ khi Tổng thống Trump ra lệnh rút quân ra khỏi Syria 2 tháng trước đây. Bản tin cho biết là chiếc C-17 của quân đội Hoa Kỳ đã chở theo vị tổng thống này tới khu vực được xem là tranh chấp, và Phó Tổng thống Mike Pence đã đáp xuống Erbil và gặp gỡ với lại tổng thống người Kurd ở tại Iraq là Barzani. Cuộc viếng thăm này cho thấy rằng là các đồng minh của Hoa Kỳ đang chiến đấu chống lại nhà nước Hồi giáo ISIS, và sau khi người Kurd đã bị tổn thương bởi cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng trước khi Tổng thống Trump quyết định rút quân ra khỏi đây. Và trước đó ông đã nhận được nguồn tin là cái phi trường của quân sự của Iraq là Al-Assad vào tháng trước đã có một cái sự bất an, và do đó thì nó đã chuyển qua một cái phi trường khác, và ông đã có cuộc nói chuyện với lại thủ tướng của Iraq là Abdi Adu Mandi. Và đây là chuyến mà ông Pence đến đây sau 5 tuần lễ mà Tổng thống Trump đã có cái cuộc xung đột với lại phía Thổ Nhĩ Kỳ trong vấn đề của người Kurd, đặc biệt là việc mà Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa quân vào Syria và đẩy người Kurd sâu vào nội địa hơn 30 km. Phó Tổng thống Mike Pence cho biết là ông đã đón chào tất cả những cơ hội và đại diện cho Tổng thống Trump để mà gia tăng cái sự liên lạc và cũng như là thắt chặt các mối quan hệ với các đồng minh ở khu vực trong cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo ISIS, và cái thắt chặt cái quan hệ giữa Hoa Kỳ và lực lượng người Kurd tại đây. Việc viếng thăm này mang nhiều ý nghĩa và chủ yếu là nhắm vào cái việc mà tiếp tục cái cuộc chiến chống lại lực lượng Hồi giáo ISIS đang nằm rải rác, tuy bị đánh bại nhưng mà họ vẫn đang nằm rải rác ở các khu vực ở Iraq và Syria, và ở đây thì lực lượng người Kurd vẫn là lực lượng chủ lực, đồng minh chính của Hoa Kỳ trong việc mà tấn công và ngăn chặn cái sự hội tụ của lực lượng ISIS. Đó là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình hình tại khu vực Trung Đông. Và trong khi đó thì một cố vấn an ninh của Hoa Kỳ cho biết thế giới đã im lặng trước tất cả những cái trại tập trung cải tạo của Trung Quốc tại Tân Cương. Bản tin từ Halifax cho biết là một trong những cố vấn về an ninh quốc gia đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ, và ông nói rằng cả thế giới gần như đã im lặng trong vấn đề mà Trung Quốc đã cưỡng bức 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ Hồi giáo vào trong các trại cải tạo lao động, và trong đó có rất là nhiều những cái trại cải tạo lao động, và có rất nhiều công ty đã mướn những người này với cái giá rất rẻ mạt, gây ra tình trạng bất công trên thế giới. Bản tin cho biết là Robert O'Brien khi mà được phỏng vấn thì ông nói rằng các lãnh đạo quốc tế cần phải đứng lên để mà
ngăn chặn cái việc mà Bắc Kinh có thể thực hiện một cuộc dập tắt các cuộc biểu tình của Hồng Kông hiện nay như trường hợp của Thiên An Môn trước đây. Ông đã gặp gỡ với tất cả các ký giả và đã được phỏng vấn bởi một cái người mà chủ tọa trong cái hội nghị về một cái diễn đàn an ninh thế giới, an ninh quốc tế vào hôm thứ Bảy ở Halifax. Và thế giới ở đâu? Chúng ta đang có 1 triệu người đang nằm trong các trại cưỡng bức lao động. Ông O'Brien cho biết, tôi tin rằng nó sẽ có một cái nạn diệt chủng giống như Rwanda. Quý vị nghe chưa bao giờ nghe và chưa bao giờ làm cái gì, và quý vị đã không làm cái gì đủ vai trò để mà giải thoát cho trên 1 triệu người này đang bị giam giữ. Ông O'Brien đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ và đã gây bất ngờ cho cái lực lượng Hồi giáo ISIS, và Trung Quốc được xem là một trong những cái tiềm năng đe dọa nguy hiểm nhất tới an ninh quốc phòng của Hoa Kỳ hiện nay. Và trong theo báo cáo thì họ đã giam giữ người Duy Ngô Nhĩ trên 1 triệu người và những người Hồi giáo thiểu số khác trong các trại cưỡng bức lao động. Và cho tới giờ phút này thì Trung Quốc vẫn bác bỏ cho rằng đây là những trại giam mà họ gọi là những trại huấn nghệ, trong khi cả cộng đồng quốc tế thì Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu đã lên tiếng chỉ trích gay gắt, và kể cả Liên Hiệp Quốc cũng đã có những cái nghị quyết. Tuy nhiên, theo lời của ông O'Brien thì coi như phân nửa còn lại của cộng đồng quốc tế đã không lên tiếng. Trong khi đó thì chính quyền Tổng thống Trump đã đánh thuế vào tất cả các cái mặt hàng của Trung Quốc, đồng thời đã ban hành lệnh cấm vận đối với những viên chức nào ở Tân Cương, hay là những công ty nào, hay là những cái viên chức nào mà dính líu tới tất cả những cái cuộc bức hại người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương, đặc biệt là liên quan tới các trại cưỡng bức lao động. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và trong khi đó, phía Thượng viện cho biết họ đang chờ báo cáo của một cái bộ gọi là bộ đối ngoại và mậu dịch về các cái cuộc báo cáo trong cái vấn đề mà Trung Quốc đang sử dụng những cái nội tạng bất hợp pháp. Bản tin cho biết là một thượng nghị sĩ của nước Úc có tên là Eric Abetz đã kêu gọi cái bộ đối ngoại và mậu dịch phải đáp ứng tất cả những cái đòi hỏi của bên Thượng viện và về cuộc điều tra nhắm vào cái việc mà Trung Quốc đang tìm cách lấy nội tạng của những thành viên Pháp Luân Công. Và bây giờ thì có vẻ như đã chuyển hướng và họ sẽ sử dụng thêm nội tạng của những người Duy Ngô Nhĩ bị bức hại trong các trại tù của Trung Quốc. Bản tin cho biết là ông Abetz được xem là một nhân vật cấp tiến nằm trong cái nghị viện của Úc, đã phát biểu trên đài truyền hình đài radio ABC là ông đang chờ đợi bộ đối ngoại và mậu dịch đưa ra bản một toàn bộ và chuyển giao toàn bộ cái bản báo cáo của China Tribune, trong đó nói rằng là rất nhiều thành viên của giáo phái Pháp Luân Công đã bị bức hại và bị mổ nội tạng ngay trong nhà tù và lấy nội tạng đó cung cấp cho những cái trung tâm mà thay đổi nội tạng ở tại Trung Quốc. Và bây giờ thì việc này nó đã bắt đầu chuyển hướng và có vẻ như có cái xu hướng là nhắm vào những người Duy Ngô Nhĩ ở tại Tân Cương cũng đang bị tình trạng tương tự như là những thành viên của giáo phái Pháp Luân Công. Bản báo cáo này cho thấy là có những cái nguy hiểm ở Tân Cương và họ có thể là sẽ có những cái bí mật ở tại đây mà không ai có thể được phép vào tận nơi để xem, và có nhiều cái dấu hiệu cho thấy là các cái trại tù nghiêm ngặt của Trung Quốc đã có những hành động bức hại, hãm hiếp, tra tấn, và sau đó khi nạn nhân qua đời thì họ mổ lấy nội tạng của nạn nhân để cung cấp cho các cái trung tâm giải phẫu thay nội tạng tại Trung Quốc, nơi mà hàng năm có khoảng có hàng từ 60.000 cho tới 100.000 ca thay đổi nội tạng của những người dân ở trên thế giới đến Trung Quốc để thay đổi nội tạng. Và đây là một trong những cái biến chuyển mới nhất liên quan tới việc mà có những cái nghi ngờ về việc chính quyền Bắc Kinh đã có một cái chính sách để mà diệt chủng đối với những giáo phái mà họ xếp ngoài vòng pháp luật, hay là những sắc tộc mà họ cho rằng là sẽ gây nguy hại tới quyền cai trị của Đảng Cộng sản. Và đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay thì Trung Quốc đã một phần nào đáp ứng cái áp lực từ phía Hoa Kỳ và gia tăng cái mức hình phạt cho cái việc mà đánh cắp các cái sản phẩm trí tuệ Hoa Kỳ trong cái cuộc chiến mậu dịch. Bản tin mới nhất cho biết là Trung Quốc sẽ gia tăng cái mức án phạt cho những ai vi phạm vào cái quyền của cái sản phẩm trí tuệ trong một cái điểm mới nhất, mà đây là một trong những cái điểm then chốt nằm trong các cuộc đối thoại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Quốc gia này cho biết là sẽ trừng phạt nặng nề
những cá nhân hay công ty nào mà đánh cắp IP, tức là đánh cắp cái sản phẩm trí tuệ. Và trong đó thì phía Hoa Kỳ trước đây đã yêu cầu phía Trung Quốc là phải cam kết dập tắt cái nạn đánh cắp sản phẩm trí tuệ của Hoa Kỳ, hay là buộc các công ty của Hoa Kỳ chuyển giao kỹ thuật cho họ, một là một trong những điều kiện trong các cái thỏa thuận mậu dịch. Và Trung Quốc cho biết là họ sẽ giảm đi cái việc mà đánh cắp các cái sản phẩm trí tuệ này từ đây cho tới năm 2022, và sẽ là làm cho các cái nạn nhân bị đánh cắp sẽ phải có những cái chương trình bồi thường thích đáng cho những người mà sở hữu cái sản phẩm trí tuệ bị đánh cắp này. Bản tin bây giờ thì vẫn chưa biết là Trung Quốc sẽ gia tăng mức án phạt như thế nào ở trong cái thông báo, bởi vì thông báo đã không đưa chi tiết là họ nâng cái mức trừng phạt ở trong cái khung luật pháp của họ lên tới mức độ nào. Và đây là một trong những cái biến chuyển mới nhất, và cho thấy là Trung Quốc đã bắt đầu phải đáp ứng tất cả những đòi hỏi của Hoa Kỳ nếu như họ muốn chấm dứt cuộc chiến mậu dịch với Hoa Kỳ. Và hai bản tin kế tiếp mà liên quan tới Hồng Kông. Bản tin thứ nhất là trên tờ của Epoch Times, tức là tờ Đại Kỷ Nguyên. Trên 1 triệu người Hồng Kông đã turn out, tức là đã tràn ra đường để mà bỏ phiếu. Đó là một trong những cái tin mới nhất từ phía tờ Epoch Times. Đây là lần đầu tiên mà họ đã đạt được con số khá lớn so với 4 năm trước đây ở lúc 6:30, và cho thấy rằng là đã có rất nhiều người trong tổng số 7.4 triệu dân đã tham gia cuộc bỏ phiếu tại Hồng Kông. Nhân chứng của hãng thông tấn Reuters cho biết là đã có một số cảnh sát đã bắt đầu có mặt ở các phòng phiếu, và các cái cảnh sát chống bạo động cũng đã lan tỏa và vây chặt các cái khu mà station, tức là những cái khu mà bỏ phiếu, với khoảng 31.000 cảnh sát đang nhận nhiệm vụ. Và một số người sợ rằng là cuộc bầu cử này sẽ bị ngưng lại bởi vì sẽ có một số những cuộc biểu tình. Tuy nhiên thì vẫn chưa diễn ra. Trong tổng số là có 1.104 ứng cử viên để mà tham gia vào 452 vị trí, và record là tổng cộng là 4.1 triệu người đã bắt đầu tham gia bỏ phiếu. Và ngày hôm nay thì đã có trên 1 triệu người tràn xuống đường bỏ phiếu, và chưa biết được là cuộc bỏ phiếu này thì cho bao gồm có 6 ghế trong cái hội đồng lập pháp của Hồng Kông, tức là cái nghị viện của Hồng Kông, gồm 117 ghế, với lại có thêm 1.200 cái chức vị ở trong cái cơ chế chính phủ được ra tranh cử. Đây là một trong những cái biến chuyển mới nhất liên quan tới Hồng Kông. Bản tin thứ hai là từ tờ South China Morning Post cho biết thì tổng số người Hồng Kông bỏ phiếu trong ngày hôm nay đã đạt tới kỷ lục rất là nhiều, và họ nói rằng là có tới hơn 2 triệu người đã tràn xuống đường ra đi bầu. Các cuộc bỏ phiếu sẽ nhắm vào 452 vị trí của các cái quận hạt địa phương, và trong đó được xem là con số cao nhất kể từ khi mà có cái cuộc bầu cử cách đây 4 năm. Theo bản tin của tờ South China Morning Post thì có khoảng 4.13 triệu người ghi danh bầu cử năm 2019, trong khi năm 2015 chỉ có 3.12 triệu người ghi danh, tức là hơn 1 triệu người so với năm 2015. Và tổng cộng là cái số lượng người tràn ra đi bỏ phiếu chiếm tới gần 70%, tức là 69%. Trong khi ở năm 2015, cái số lượng người tràn ra bỏ phiếu chỉ có chiếm là 47.01%. Đây là một trong những con số được xem là khá lớn. Và theo tường trình cho biết thì là có khoảng hàng triệu người đã xếp hàng rất là nhiều nơi để mà tham gia cuộc bỏ phiếu. Và lần đầu tiên là Hồng Kông đã có cái cuộc bỏ phiếu được xem là kỷ lục so với trước đây. Đó là một trong những cái tin liên quan tới cuộc bầu cử tại Hồng Kông. Và bản tin khác liên quan tới một nhân vật cựu gián điệp của Trung Quốc đào tị sang Trung Hoa qua nước Úc, và đã cung cấp đầy đủ về những cái việc mà Trung Quốc đang tìm cách ảnh hưởng ở hải ngoại như thế nào. Một cựu gián điệp quân đội của Trung Quốc đào tị tới Úc đã đưa tất cả những thông tin mà anh có được trong cái chuyến đào tị này, và trong đó cho thấy Bắc Kinh đã sử dụng tiền bạc để ảnh hưởng tới hải ngoại, đặc biệt là trường hợp của Đài Loan như thế nào. Người này có tên là Wang Li Khan, được xem là một trong những người mà chưa từng có đã đào thoát ra khỏi chế độ của Cộng sản Trung Quốc. Và trong đó anh nói rằng Trung Quốc đã chi rất nhiều tiền cho tất cả cái việc mà ảnh hưởng tới kết quả bầu cử hoặc là chính trị địa phương của nước Úc, và đặc biệt là trong cái cuộc bầu cử sắp tới của Đài Loan, và họ đã chi rất nhiều tiền.
Nhân vật 27 tuổi này cho biết là anh đã bị vỡ mộng trước Đảng Cộng sản Trung Quốc về những cái việc mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm trong thời gian qua, và bây giờ anh đã trở thành một trong những người mà được xem là cựu gián điệp đầu tiên của Trung Quốc đã công khai cái lai lịch của mình. Tôi đã lớn lên và tôi đã nhận được lệnh và tôi đã làm việc và tôi đã tốt nghiệp, và bây giờ tôi nhìn thấy được cái sự tác hại của Đảng Cộng sản và chế độ toàn trị, nó đã gây hại tới nền dân chủ và quyền con người trên toàn thế giới, và tôi chống đối cái đảng này. Và khi mà Đảng Cộng sản đang muốn cầm quyền vĩnh viễn, và cuối cùng thì tôi đã đưa ra một cái, tôi đặt cho mình một cái kế hoạch là rời khỏi cái tổ chức nguy hiểm này. Vào tháng 4 thì anh Wang đã rời khỏi Hồng Kông đến Sydney, nơi mà vợ của anh và con trai đang sinh sống, và anh đã đến trình diện và cung cấp đầy đủ tin tức cho cơ quan tình báo của nước Úc, gọi là Australia Security and Intelligence Organization, gọi tắt là ISIO, và được xem là một trong những cái cục tình báo hàng đầu của nước Úc. Và trong đó thì anh cho biết rằng là tổng số tiền mà Trung Quốc đã chi ra lên tới cả 100 triệu Mỹ Kim cho tất cả cái vấn đề ảnh hưởng ở hải ngoại, đặc biệt là những khu vực có nhiều người Hoa sinh sống, ở những quốc gia từ Canada, Hoa Kỳ và đặc biệt là tại Úc Châu, là con số rất nhiều. Bên cạnh đó thì anh cho biết rằng là Trung Quốc đã chi ra rất nhiều tiền cho tới giờ phút này là ở hơn 22 triệu Mỹ Kim cho cái việc mà ảnh hưởng tới kết quả bầu cử tại Đài Loan. Anh được xem là một trong những nhân vật sĩ quan tình báo hàng đầu của Trung Quốc. Trong khi đó thì báo chí Thượng Hải đã bắt đầu chụp mũ cho anh là một trong những người mà đã phạm tội lừa gạt ở Trung Quốc. Tuy nhiên thì anh đã bác bỏ những cái tin này và vẫn cười và nói rằng việc chụp mũ tôi với những cái tội danh vu vơ là cái chuyện thường làm mà Đảng Cộng sản đã từng làm, và cá nhân tôi cũng đã từng chụp mũ cho những người bất đồng chính kiến khi mà muốn bắt giữ họ, thì chúng tôi cũng đã chụp mũ cho họ những cái tội danh này. Thì bây giờ tương tự như vậy, họ chụp mũ tôi là chuyện bình thường. Đó là một trong những cái tin liên quan tới nhân vật đào tị của cơ quan tình báo Trung Quốc tới nước Úc. Và bản tin cuối cùng liên quan tới tình hình của tờ Epoch Times, tức là tờ Đại Kiến Nguyên có trụ sở tại Hồng Kông. Bản tin mới nhất ngày hôm kia thì tổ chức ký giả không biên giới đã lên án về việc 4 tên bịt mặt đã xông vào một cái nhà in của tờ Epoch Times tại Hồng Kông để mà đốt phá và đánh đập những người ở trong cái nhà in này. Và sau khi mà tổ chức ký giả không biên giới lên tiếng thì hiện nay Ủy ban bảo vệ ký giả cũng đã lên tiếng và yêu cầu điều tra về cuộc tấn công vào cái nhà in của tờ Epoch Times. Một tổ chức bất vụ lợi có trụ sở đặt tại Hoa Kỳ có tên gọi là Committee to Protect Journalists, tức là CPJ, đã lên tiếng thúc giục cảnh sát Hồng Kông phải nhanh chóng điều tra về những cái tên côn đồ đã xông vào tấn công cái nhà in và đốt một số máy móc của tờ Epoch Times ở trong nhà in này. Vụ tấn công diễn ra hôm 19 tây tháng 11 với 4 kẻ bịt mặt mặc đồ đen đã xông vào cái nhà in này ở khu vực Trinh Hoàn, và trong đó thì các cái video mà ở hiện trường đã thu hình lại đầy đủ tất cả những cái hành động tội ác của những tên này. Và bây giờ thì tới phiên tổ chức CBJ đã lên tiếng để mà bảo vệ cho cái tờ báo, và họ đã lên án gay gắt, yêu cầu chính quyền và cảnh sát Hồng Kông phải mở cuộc điều tra nhanh chóng hơn để bắt giữ những tên tội ác này, những tên tội phạm này, những tên côn đồ này đã gây ra những tội ác mà không thể chấp nhận được. Như vậy là ít nhất đã có 2 tổ chức trên thế giới. Thứ nhất là tổ chức ký giả không biên giới, và thứ hai là Ủy ban bảo vệ ký giả đã lên tiếng trong cái vấn đề tờ Epoch Times đã bị tấn công một cách dã man ngày 19 tây tháng 11 ở tại nhà in của họ, đốt đi nhiều báo chí và đốt đi nhiều cái máy in của họ. Đây là một trong những cái tin liên quan tới thời sự của Hồng Kông và cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả mọi người trong chương trình đặc biệt tối Chủ nhật lúc 6 giờ 30 giờ California. Xin các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!